Hôm nay chị Google rất vui khi được đi bắt ong cùng với Quang Tiến Vlog. Đi bắt ong thôi chị Google ơi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đây là phi đội đi tìm ong nhá. Đấy, đang đi ở dưới khe đây. Đấy, và đây là có tổ ong. Đấy. Đấy. Làm về lộc đây chưa. Đấy. Theo dõi nó bay về tổ thì đã tìm được một tổ đấy nữa nhá. Hello mọi người nhá. Vậy là mấy anh em đã bắt được tổ ong rồi, rất là khủng luôn. Đây. Rất là khủng luôn. Đấy. Hello, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay thì mấy anh em đi bắt ong đây. Đấy, đang đi tìm những tổ ong vỏ vẽ, ong vàng. Nói chung là ong để bắt thì kinh nghiệm bắt ong thì như thế này. Ở phía dưới này này, đây là nó có hồ và suối nhá. Đấy thì mình nhìn nó bay hướng nào đi lấy nước, nó bay về hướng nào thì mình sẽ theo dõi cái hướng đó. Và khi theo dõi hướng đó thì mình có thể chia ra 2-3 tốp và mình sẽ phát hiện ra tổ nó và mình sẽ bắt nhá. Mời mọi người cùng đi tìm với bọn mình nhé. Đây mọi người nhé, mình sẽ đi theo cái dòng suối này thì nó đã bị cạn nước rồi. Nhưng mà ở theo dòng suối này nhé, thì nó rất là nhiều ong luôn. Đấy. Bọn mình đã phát hiện được 4 tổ rồi. Và một tí nữa mình sẽ quay cách bắt nhé. Đây cái dòng suối đây nhá mọi người nhá. Đấy. Nhá, đây là phi đội đi tìm ong nhá. Đấy, đang đi ở dưới khe đây. Đây, và đây là có tổ ong. Đấy. Đấy. Làm về lộc đây chưa. Đấy. Theo dõi nó bay về tổ thì đã tìm được một tổ đấy nữa nhá. Các bạn thấy tổ ong chưa? Đấy, ông Nam Vlog chào mọi người đi. Đó, ồ đó ông Nam. Bự hắn. Tiếp tục thì ta đi bắt ổ ong ruồi đó nhá. Dạ, đó cái này chuẩn đi vào đó thôi. Hello mọi người, đây là tổ ong ruồi nhá, mình đã phát hiện ra nhá. Đây, rất là to luôn, tổ này thì rất là khủng. Đấy, mật nó vàng luôn. Để mình sẽ review sát vào cho mọi người xem nhé. Đây. Một trong những tổ ong ruồi rất khủng mọi người ạ. Nó to bằng 7-8 cái bàn tay luôn. Tổ ong ruồi như thế này rất là hiếm nhá. Mật ở phía trên đấy nó vàng, nó óng luôn. Đấy, ổ này cũng cực đông. Đây nha mọi người. Mọi người ơi, ai chưa đăng ký thì nhớ nhấn đăng ký kênh cho Quang Tiến Vlog. Thay mặt cho Quang Tiến Vlog xin cảm ơn. Và bây giờ thì mấy anh em nhà mình sẽ bắt cái tổ ong ruồi này nhá. Mọi người xem, bắt ong ruồi thì nó rất là đơn giản thôi, thường thường thì nó không cắn đâu nhá. Nên mình sẽ bắt trực tiếp luôn. Đây mọi người theo dõi nhé. Nó bẻ bẻ mười mấy cái cành kia đấy, cắt cái kia. Cắt xa ra. Đây, cắt nhỏ, đây nhỏ thế đây. Để đó, đây này. Cắt ngoan được, cắt ngoan thì được. Cắt chẹo cái chân nữa. Đấy. Để cầm tay bẻ luôn. Rồi hết chưa? Cắn à? Cắn à? Cái đường dưới này thằng nó có mật không? Còn thằng gì đến? Ờ, hình như có quấn đến rồi, nó chơi nữa cho nữa. Mật đến rồi. Vẫn cắn à? Con ong ruồi này nó cắn có sao đâu, như con kiến đấy mà. Nó cắn ngứa ngứa một tí là thôi đấy. Lấy dao mà cắt. Lấy dao. Từ tội cho đẹp.
cái nhân bị đứt ngang đầu các con quế nữa đây, con quế nó bị mắc ở đây, chùa ở đây đây. Bắt chùa bắt luôn. Rồi, hello mọi người nha, đi làm rồi nè. Thổi thổi lên đấy. Hello mọi người nha, vậy là mấy anh em đã bắt được tổ ong ruồi rất là khủng luôn. Đây, rất là khủng luôn. Đấy. Cảnh bẹ. Mọi người nhá, rất khủng luôn này. Đấy, phải sạp ra, sạp nó sạp. Phải sạp lại máy vô đây luôn. Mật. Mật rất là vàng luôn nha mọi người nhá. Mật vàng ống luôn đấy. Vàng ống. Đây, quay ra chỗ này cho nó sáng. Đấy. Vâng ống luôn. Đấy. Khoảng chai mật nhá mọi người. Đấy. Được rồi, ra ngoài nữa. Mọi người ơi, ai chưa đăng ký thì nhớ nhấn đăng ký kênh cho Quang Tiến Vlog với dòng chữ đăng ký màu đỏ để xem video tiếp theo. Thay mặt cho Quang Tiến Vlog xin cảm ơn. Tầm khoảng một chai mật mọi người nhá. Nam Vlog và ông Sáng Vlog nhé. Bọn mình không lấy quân đâu nhé. Bên đây mình không lấy quân đâu, chỉ lấy mật thôi để cho nó làm lại tổ. Ok. Đấy, khủng luôn. Đúng thế không? Để tiếp tục cuộc hành trình đi săn ong hôm nay thì bây giờ mấy anh em bọn mình sẽ thưởng thức món mật ong ruồi rừng nhé. Mời mọi người cùng ra phía ngoài này thưởng thức đã, rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục bắt những tổ ong bò vẽ tiếp theo nhé. Đây, xin mời cả nhà nhá. Cả nhà nhá, cùng thưởng thức món ong ruồi nhá, ong ruồi rừng nhá đấy. Rất là khủng luôn này. Rất là khủng nhá. Mọi người này, ong ruồi rất khủng đây. Ông Sáng Vlog đang còn thưởng thức đấy. Đây, rất là ngon luôn nhá, mời mọi người nhá. Rất ngon. Rất ngon. Cái nổ đấy. Cái quấn quấn đấy. Cái kéo cắt. Mới dao đấy. Dao bệnh. À, thì lấy kẹo nhé. Cái này ăn ngọt hay? Cái này là đỡ thôi, cái này thì ngọt nữa. Ngọt chứ cái này nhái ăn thịt á. Ngọt nữa. Cái này mà hẳn mà nở cháu vắt, nở rá bạc, chúng biệt trứng á. Ăn cái nhồng cái nữa hẳn. Cái con của nó đây mọi người nhá. Cái con của nó đây. Đấy, con non của nó đấy, con ong ruồi này ăn cái con nó được nhá, nhưng mà cái mật đó ngắt cái nọc này, cái đây mình ngắt cái nọc này không, không lỡ được, không bóc được lắm, rất là ngon. Hả? Ngon luôn. Ở đây xong cái nửa đấy, mật bỏ cái ra cái này rồi ngon ngon luôn. Đây đây không nhìn nổi chưa, thì hiện giờ thì được ăn nó ngon cũng sạch không đường con chặt đứt kiểu lý không cho hình lý này đây không. Đây đâu ấu ạ, để rửa gạt cái chuồng đi xong rồi tách ra thành cùng hình định để hôi ra chầm để rắn đi. Ừ. Bóc đi không, bóc đi không, đây được rồi. Nhìn cái biếu rất là ngon mọi người ạ. Mật chảy luôn. Đây rồi ông thả cắt đây cái ông thả ăn mật, mật chảy luôn nhá mọi người nhá. Con cải vô hồn. Ôi trời. Chạy cả. Mật cho mọi người. Mật chạy rất là ngon này mọi người nhá. Mật này. Đấy. Mật rất là ngon này. Cả nhà nhá. Đây, ông nào này. Rất là ngon nhá. Cho nó chảy vào đây. Ông Sáng này. Đấy, rất là ngon. Cho Sáng cắn nữa.
Đấy, quá là ngon luôn. Cho nó để cho hôn chấm. Đây mọi người, mật này, mật rất là nhiều luôn đấy. Đấy, này, mời mọi người nhá. Lại bao nhiêu nắm cho mới ăn được. À, cả nhà ơi, ngon quá nhá. Mật chảy, ngon thôi rồi đó. Đấy. Bây giờ ăn xong tổ ong ruồi này thì mấy anh em sẽ đi bắt ong vẹ nhé. Bắt xong rồi nữa. Wow, mọi người ạ. Thôi ta cầm cái này ăn. Cái này ngọt nè. Đây mọi người ơi, quá là ngon luôn nè. Đấy, ôi trời, mật nó chảy này. Đấy, nó chảy thấy chưa. Chị Google thèm chảy nước miếng rồi. Quang Tiến vlog ơi, ngon quá là ngon luôn. Mời chị Google ăn cùng nhé. Ba người ăn tổ này là vừa nhá, còn một mình mà ăn tổ này là say luôn đấy mọi người ạ. Say luôn đấy. Hồi nhỏ là cũng ăn mà ăn tổ này là say luôn. Đà, bắt được một bát ngon đấy. Bị uống rôm, uống nóng tay. Nó sẵn đấy. Ăn đi, uống một được đấy. Chậm mà đen thôi. Được đấy. Đây, mọi người nhá. Cái con nó lên này. Đấy. Cái con non đấy, nó quay thì rất là khó thấy nhá. À, nó ngon. Chứ lấy cái lá thuốc lù quần lên thêm cái ống cho hút. Thôi. Đúng quay, 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 quay đi. Mật rất là nhiều mọi người ạ. Mật sáng mật, mật chảy rất là nhiều. Đây, mọi người ơi. Mật mật chảy rất là nhiều. Ừ. Thấy chưa mọi người? Đây là cái miếng này này. Mọi người này, cái miếng của ông Nam ăn đây là cái con của con nó non. Nhá. Cái con non nhá, đây cái con non ông Nam đưa đây đây cho chỗ này. Đây cái con non nhá. Đây, con non đây này. Đấy. Cái này ăn rất là ngọt nhá. Hắn toàn sữa không đấy. Đây nha mọi người, cái này là cái con non này. Cái này nó ăn rất là ngọt luôn, bùi luôn. Đây đây. Đấy, rất là ngọt. Hút đấy, hút đấy không? Ừ. Chậm chậm quyết ăn được. Đây. Đây nha, bây giờ mình sẽ xé cái miếng này, con non này. Ôi trời, chảy, cái miếng con non đây. Con nó rất là nhiều luôn đây. Đấy, rất là sáng kiến luôn. À, lấy đây cái ông sáng cứ hút thuốc đấy. Lấy cái lá này quấn lại thành cái vòi và hút. Đấy, nằm xuống hút đây mọi người xem nhá. Trở về một tuổi thơ rất là dữ dội nhá. Đấy, vì mật rất là nhiều luôn. Rất là ngon mọi người. Làm ông cả rồi mà bây giờ như thế rất là sướng luôn. Nhiều người là có tiền là không được cái cảnh nào đây này nhá. Đây, chấm ăn này. Chấm này, mật này, con này, rất là ngọt. Mọi người nhá. Mật rất ngọt nhá. Ăn cái con của nó nhai thì nó nổ lách tách ở trong miệng đấy. Mà nó ngọt một cách béo luôn. Cái mật nó ngọt kiểu khác nha. Cái con nó thì ngọt kiểu khác lắm. Con rất là nhiều luôn. Đó. Quá là ngon luôn. Ăn không hết được, ba người ăn không hết được tổ này. Thế đâu, ông hút thôi đâu thế luôn. Ông sáng hút mật nhá. Ông thấy đâu. À, hút thôi đâu thế luôn. Mọi người ạ, à, trước đây cái lá chuối này này. Đây nhá, cái lá chuối này thì mình, riêng cái chuối thì có rất nhiều trò chơi. Ví dụ là làm kèn này. Đây. Đấy làm kèn. Còn bây giờ thì sẽ hút cái mật ong này. Tôi đứng bốc làm ong. Mang miệng lên đấy. Nói cho hồi chứa nè. Con nó rất là nhiều đây mọi người nhá. Đây, đây. Con non rất là nhiều nhá. Rất là nhiều luôn.
cái chỗ này mình quay thì nó ở trong rừng á, nó hơi là tối á, nhưng mà ra ngoài kia thì nắng quá. Đấy. Nhiều rồi. Ăn hồi nữa là say là sôi nào nó bờ, không bắt được ông vẹ nữa. Ông vẹ như bố thấy mùi đi say. Ăn cái ngon này. Ăn cái bộ cơ. Mặt nhiều quá. Mặt nhiều quá. Mọi người nhá. Quá là nhiều mật luôn đấy. Tục mất mọi người nhá. Ông anh luôn. Đấy. Quá là nhiều. Mày cực lắm rồi. Xin chào mọi người. Vậy là sau một buổi thì ba anh em mình đã tìm được 6 tổ ong vò vẽ. Và chỉ bắt 4 tổ thôi. Vì 2 tổ nó hơi bé nên là để nuôi đã. Đây nó rất là nhiều nhộng luôn này. Đấy, nhộng nó dày luôn nhá. Và hôm nay thì tổ to nhất nó được 3 tầng, còn là 2 tầng cả. Đây rất là ngon đúng không ạ? Và video hôm nay nó khá là dài rồi thì xin phép được dừng tại đây. Video tiếp theo Quang Tiến Vlog sẽ quay cảnh bắt ong vò vẽ và cách chế biến nhé. Ai chưa đăng ký thì nhớ nhấn đăng ký kênh cho Quang Tiến Vlog với dòng chữ đăng ký màu đỏ để xem video tiếp theo. Video xin được khép lại tại đây, thay mặt cho Quang Tiến Vlog xin cảm ơn và chúc sức khỏe tới mọi người, mọi nhà.